Tiếp theo chương trình thì sư xin phổ biến cái phần tiết mục Phật tử thuyết trình giáo lý Phật Đà. Về phần này thì chư tăng sẽ cho phép quý Phật tử lên trên đây và thuyết trình. Quý vị có thể nói về một bài pháp hoặc là nói về một bài kinh mà quý vị học thuộc lòng, hoặc kể một câu chuyện Phật pháp mà quý vị biết, hoặc là quý vị kể về cái kinh nghiệm thực hành lời dạy của Phật ở trong đời sống của quý vị, thì quý vị đều có thể lên trên đây. Và thời gian sẽ là 5 phút. Quý vị đừng có vội ha, tại vì 5 phút á, đôi khi nó cũng không có ngắn đâu. Nhiều vị vội lên đây nói 2-3 câu tưởng 5 phút rồi, về rốt cuộc chỉ mới có 1 phút mấy Còn khi nào mà quý vị nói lố thì mấy sư sẽ nhắc nhở. Đầu tiên thì có một cô đã đăng ký trước là cô Huệ Thanh Ngọc. Dạ, xin mời cô. Và cái đó là thí tài
Sư xin tán thán sự chia sẻ pháp của cô Huệ Thanh Ngọc về Thất Thánh Tài. Và đây là một bài pháp rất là hay và ý nghĩa để cho quý Phật tử biết được cái gọi là tài sản trong không phải là tiền vàng biển bạc, cũng không phải là những cái chức tước địa vị, không phải là những quyền lực hơn người, mà chính là tính thí giới văn tàm úy trí. Khi có được những thứ tài sản đó thì trong con mắt của bậc thánh mới gọi là tài sản. Còn những thứ như là tiền tài địa vị đều là những cái chúng ta sẽ phải bỏ đi sau khi tái sanh ở đời sau kiếp khác. Sư xin tán thán thời thuyết pháp của quý vị. Xin mời Đại Đức Tuệ Đăng tặng quà cho quý Phật tử, là bao gồm quyển Kinh Pháp Cú và Tranh Nhân Quả. Và tiếp theo xin mời một vị tiếp theo xung phong. Thì đầu tiên thì hãy ta bắt đầu cái công nghệ về hai con đầu tiên là đầu tiên khi mà thì là vô thường,
Thu xa thu lành thai sư xin tán thán một thời pháp về những vị thiên sứ ở thế gian. Chúng ta cứ nghĩ là những vị thiên thần á phải giống như ở các cái tôn giáo bạn, là họ phải có cánh, phải bay trên trời đó thì mới là thiên sứ. Nhưng mà những thiên sứ ở đây được nói đến chính là điềm báo của sự sanh, sự già, sự bệnh và sự chết. Đó là những thiên sứ ở trong Phật giáo để nhắc nhở chúng ta phải tu. Nhưng mà chi tiết là Phật tử chúng ta đó, đặc biệt là thiên sứ của cái bệnh và cái chết đó, mình đi thăm bao nhiêu người bệnh mà chẳng bao giờ mình nghĩ chắc có lẽ cũng tới mình. Mình đi bao nhiêu cái đám tang mà chẳng bao giờ mình nghĩ là rồi cái hình đó sẽ là hình của mình. Thành ra là thiên sứ nhắc chúng ta hoài mà chúng ta không có nhớ để chúng ta tu. Rồi tới hồi chúng ta sa đọa thì chúng ta biết trách ai bây giờ. Xin cảm ơn quý vị, cảm ơn bạn đã có một cái thời pháp rất ý nghĩa đối với đại chúng. Và xin mời Đại Đức Giác Hợp sẽ có quà cho vị đạo hữu. Có một cô đăng ký Hồ Thị Thanh Minh phải không? Cô đăng ký lên thuyết pháp, thuyết trình phải không? Dạ, rồi xin mời cô.
sa tu lành thai. Xin cảm ơn cô đã chia sẻ một cái sự bản tóm tắt về 37 phẩm trợ bồ đề. Phải nói là đây là cái điều khó có được, tại không mấy người Phật tử chúng ta mà kêu quý vị kể ra 37 phẩm trợ bồ đề đó mà quý vị có thể kể ra một cách chi tiết như thế. Cho nên đây là một điều rất đáng quý và sư xin tán thán. Xin mời Đại Đức Phước Ngọc lên tặng quà cho cô Ngân như là một cái sự sách tấn. Xin mời vị tiếp theo Xuân Phong. Và
sư xin tán thán một thời pháp ngắn tóm tắt về nội dung giáo lý của Đức Phật gom gọn trong giới, định và tuệ, để cho chúng ta có cái sự tu tập. Nhiều người thấy là pháp môn nhiều quá, hỏi rốt cuộc bây giờ con tu cái gì, hoặc là hỏi bây giờ mấy sư tu cái gì, mấy sư Nam Tông tu cái gì, mấy sư Bắc Tông tu cái gì. Thì xin thưa là dù theo bất kỳ một cái tông phái nào thì tóm gọn lại cũng chỉ phải tu theo giới, định và tuệ. Và xin tán thán chú Phú đã có một thời pháp ý nghĩa đến với hội chúng. Và xin mời Đại Đức Minh Tuệ sẽ tặng quà cho vị đạo hữu. Xin mời vị tiếp theo xung phong. Dạ, sư được. Thank you.
Phải nói là nếu như mà con chuẩn bị bài vở rồi nhiều hơn mà con ngồi đó con nói 15 phút nửa tiếng một tiếng thì hội chúng vẫn sẵn sàng nghe con nói. Phải nói là nếu như mà con được đào tạo sau này cũng có thể trở thành một cái vị pháp sư lỗi lạc không chừng. Phải nói là sư rất là tán thán ha. Từ cái cách trình bày trôi chảy mạch lạc, rồi nói tới đâu là ý nó tuôn tới đó, rồi có liên hệ giữa cái chi phần này đến cái chi phần kia đó, từ nghiệp rồi quả của nghiệp rồi cho đến cái chuyện là tại sao có người làm thiện thì lại khổ, có người thì làm ác lại được vui, cho đến là đi đến tăng chi trường pháp, người đi từ tối vào sáng và người đi từ sáng vào tối. Phải nói là một cái thời pháp rất là hay, sư rất là tán thán. Cho nên riêng con thì sư xin phép chư tăng là cho con xin cho con một cái phần đặc biệt là một bức tượng. Dạ, xin mời đại đức Phước Thịnh sẽ tặng, dạ, gồm một bức tượng và quyển pháp cú và tranh nhân quả. Dạ. Trước tiên con xin đảnh lễ quý chư thầy khu tăng cùng tất cả quý cô tu nữ và đại chúng. Con tên là Đạt và con 22 tuổi. Thì thật sự đây là một cái phước duyên thật là lớn cho con khi mà con có thể có mặt trong đại chúng ngày hôm nay. Thì sau khi mà ngồi nãy giờ nghe thì con thấy là tất cả mọi người đều là những vị mà có trí tuệ và có sự hiểu và sự tinh thông giáo lý Phật Pháp rất là cao thâm. Và con kiểu cái sự ngã mạn của con nó bị đè nén xuống không có còn nữa. Và con cũng rất là hoan hỷ khi mà tất cả mọi người đều biết được giáo lý của Phật. Bởi vì có một sự thật đáng buồn là trong cái môi trường mà con sống thì kiểu mọi người cũng không quá là có cái niềm tin đối với Đức Phật, có thể là do những cái ác nghiệp của con trong đời trước. Tuy nhiên thì ý là ngày hôm nay con đến đây cũng có một mình, và thì hy vọng là những cái phước báo mà con đã làm ngày hôm nay, hy vọng là con có thể có mặt với đại chúng trong những cái kiếp vị lai xa xăm thì cũng có thể cùng nhau đi đến niết bàn giác ngộ, không còn tái sinh luân hồi. Và nãy giờ là con nghe quý đại chúng nói rất nhiều về giữ giới, về hành thiền, và con thấy điều này rất là cực kỳ quan trọng. Bởi vì ngày hiện nay á, cái việc mà người ta giữ giới rất là ít, và người ta thường ham thích, người ta hứng khởi và tán dương những cái người mà không giữ giới, và những cái người giữ giới thì lại không có được tuyên dương. Giống như trong kinh Pháp Cú có một đoạn thì trong tất cả các loại hương như hương chiên đàn, hương mặt na thì chỉ có hương của người có giới đức mới là ngược chiều gió tung bay. Và trong cái sự hạn hẹp của con thì con xin được đọc lại những cái chi pháp của năm giới của người cư sĩ tại gia, hy vọng là quý đại chúng có thể hoan hỷ lắng nghe. Giới của người tại gia sẽ gồm là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Về chi pháp của sự không sát sanh sẽ gồm có 5 chi phần, là bao gồm là đó là chúng sinh có tình thức và biết rõ chúng sinh có tình thức, có sự tác ý mong muốn giết hại các chúng sinh đó, đã rồi có cố gắng trong việc giết hại chúng sinh và chúng sinh đó đã chết do sự cố gắng của mình. Chi pháp thứ hai là trộm cắp, gồm có 5 chi phần, là đó là của cải có chủ giữ gìn, là biết rõ của cải đó có chủ giữ gìn, có tác ý mong muốn lấy cắp vật đó và cố gắng lấy cắp và vật đó đã bị lấy cắp. Giới thứ ba là không tà dâm, thì sẽ gồm có 4 chi phần, là bao gồm là các đối tượng người nữ không được quan hệ, tâm cố ý muốn quan hệ, có sự cố gắng trong quan hệ và có sự thỏa thích trong sự xúc chạm giữa hai bộ phận. Về chi pháp về giới không nói dối thì sẽ gồm có 4 chi pháp, bao gồm đó là sự việc không có thật, không đúng với sự thật, có tác ý mong muốn lừa dối. Thứ ba là đã thực hiện cái việc lừa dối bằng qua hành động của thân, của khẩu, và người nghe đã tin theo cái sự lừa dối của mình. Chi pháp cuối cùng, giới cuối cùng là giới không uống rượu, sẽ gồm có 4 chi pháp,
bao gồm đó là rượu, bia và các chất gây say. Có ý muốn uống rượu, bia, các chất gây say, có sự cố gắng thực hiện và rượu, bia đã đi qua khỏi cổ. Và trong năm giới đó thì cái sự thì có, đều có sự có mặt của cái việc tác ý. Thì trong đạo Phật thì cái việc tác ý rất là quan trọng. Người Phật tử chúng ta khác với những người không biết đạo, không biết giữ gìn ngũ giới ở chỗ là cái việc nếu mà chúng ta là Phật tử mà việc chúng ta là Phật tử nhưng mà nếu chúng ta trong cái trường hợp mà ngặt nghèo nhất mà bắt buộc phải vi phạm thì chúng ta sẽ cố gắng làm như thế nào để cho mình không có bị phạm phải tất cả những cái chi pháp để cái tội của mình nó không quá nặng. Giống như trong kinh Milinda Vấn Đạo có một đoạn là ngài Milinda hỏi Đức Vua là nếu giữa hai người, một người á không biết hòn sắt nóng và biết hòn sắt nóng thì hai người đó chạm vào thì cái người nào sẽ bị nặng hơn, thì tất nhiên là những cái người mà biết hòn sắt nóng sẽ tìm cách như thế nào đó để đụng chạm và khiến cho họ sẽ bị tổn thương ít nhất. Cũng như vậy thì người Phật tử tại gia nếu nên cố gắng để giữ gìn giới của mình cho được trong sạch, bởi vì giới định tuệ là pháp mà chư Phật đã truyền dạy, đã giúp cho tất cả mọi người có thể thoát khỏi sự sinh tử luân hồi. Và nếu mà trong trường hợp nào mà chúng ta không thể nào mà giữ giới được nữa thì mình sẽ hoặc là có tác ý một cách nào đó nó khéo léo hoặc là như thế nào đó để cho mình không phải phạm những cái đầy đủ tất cả những chi pháp để cái tội nó sẽ nặng hơn. Và trong cái sự hiểu biết hạn hẹp của con thì con xin hết cái phần thuyết trình của mình. Dạ. Sa tu lành thay. Sư xin tán thán bạn đã chia sẻ về năm giới của người cư sĩ tại gia. Tuy nhiên có một chi phần mà sư cần phải sửa lại để quý vị nhớ. Thường thì cái sai mình sẽ nhớ lâu, cho nên là quý vị nhớ thì nó sẽ dễ hơn. Đó là cái giới thứ ba đó, là cái giới không tà hạnh đó, trong các dục. Thì cái chi phần cuối đó, đó chính là sự thực hành giữa đạo đi đến với đạo, tức là giữa con đường này đi đến con đường kia. Nếu mà chúng ta giải thích cho nó rõ, có nghĩa là việc đưa nam căn vào nữ căn, dù đó chỉ bằng một hạt mè thì đã tính là phạm giới, chứ không, cái chi phần đó không thể dịch là có sự thỏa thích. Bởi vì cái chữ Pali á, nó không có cái chữ thỏa thích nào ở trong đó hết. Đợt anh có thỏa thích hay không, anh vẫn phạm giới như thường. Thì đó là sư đính chính lại. Còn ngoài ra các phần còn lại thì bạn đều đã trình bày rất là tốt. Và xin thưa là nó giống như một bức tường vậy. Một bức tường có cả ngàn viên gạch, thì việc một viên gạch nó xây chưa có được chuẩn chỉnh thì mình không thể nào phủ nhận cả một bức tường. Và bạn đã làm một việc rất khó làm, là bạn đã nhớ hết tất cả các chi phần của năm giới cư sĩ tại gia. Mà bây giờ quý vị thử thành thật giơ tay cho sư ở đây hội chúng bao nhiêu người nhớ hết. Đấy chưa? Nói để quý vị biết là bạn giỏi tới cỡ nào. Không nhiều người tự nhận mình là Phật tử mà nhớ được như bạn. Trong khi đó năm giới cư sĩ tại gia là quý vị phải thuộc, chứ không có nói năng tiếng nào hết trơn á nha. Sau khi nghe rồi về thấy lạ thì làm ơn làm phước về học dùm sư ha. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tương sẽ có phần quà để khuyến khích và sắp tấn bạn Đà. Sa tu sa tu sa. Dạ con tên là Ngọc Hân ạ. Hôm nay thì con xin kể lại một đoạn đầu của một bài pháp mà con đã từng nghe. Thì ở đây con nghĩ là các vị có người sẽ biết hoặc là không biết về sư Ajahn. Thì sư Ajahn có một vị đệ tử, thì vị này tên là Ajahn Siribano. Thì bài pháp của Ajahn Siribano chia sẻ như sau. Thì Ajahn Siribano xuất thân từ một gia đình phải gọi là cực kỳ giàu có, kiểu là thuộc trong 6 gia đình giàu nhất ở Malaysia cho đến hiện tại. Thì sư đã được giáo dục và sống tại Anh đến năm 18 tuổi. Thì vô tình thì
Nói chung là mẹ của sư, gia đình mẹ của sư là thuộc dòng cũng thuộc liên quan tới gia dòng dõi hoàng gia ở bên Thái Lan. Thì sau đó sư mới trong một dịp sư về lại Thái Lan để thăm mẹ, thì cũng theo truyền thống của gia đình thì sư mới xuất gia gieo duyên ở một ngôi chùa thuộc về nói chung là có liên quan đến thiền viện của sư Ayacha. Thì lúc mà thi và tham gia ở đây thì sư hoàn toàn là không có biết tiếng Thái, nên mà trong hai cái tuần mà sư xuất gia gieo duyên á, thì sư mới kiểu là sư rất là muốn bỏ về, tại kiểu là sư không hiểu là cái việc mà ngồi ở đây rồi cứ thực hành thiền định rồi xong phải tu tập giới rồi bao nhiêu điều khắt khe, thì cái việc đó nó có cái ý nghĩa gì không, khi mà sư đã sống trong một cái môi trường rất là, nói chung là đầy đủ tiện nghi và nhiều tiền của như vậy ấy. Thì sau đó có một hôm thì chùa mới thông báo ở phía các sư ở phía trên mới thông báo cho sư là hôm nay sư Ayacha sẽ đến thăm thiền viện của sư. Thì sư thì chỉ nghe sư Ayacha là một vị sư nổi tiếng thôi, chứ thật ra là sư cũng không biết là lúc này sư Ayacha là như đang như thế nào. Thì hôm đấy sư Ayacha đến thăm trên một cái cán, có nghĩa là lúc đó sư Ayacha đã bị liệt toàn thân rồi. Thì khi mà họ các sư đưa cán, đưa sư Ayacha tới thăm thiền viện của lúc này chưa phải là sư Sipribano, con xin lỗi là con quên tên lúc trước khi xuất gia rồi. Thì sư mới nhìn, lúc mà sư nhìn sư Ayacha trên cái cán như vậy thì sư mới nghĩ trong đầu là ủa vậy Phật Pháp là sao? Ý là sư, khi mà sư ở phương Tây thì sư nghe tới một cái câu chuyện là ví dụ như mà mình tu tập hoặc là sống theo Phật Pháp thì mình sẽ được quả lành. Nhưng mà tại sao đây là một vị sư nổi tiếng và có đức hạnh như vậy mà lại bị liệt toàn thân như thế này? Vậy cái việc mà đi xuất gia rồi thực hành giáo pháp nó có cái kết quả gì hay không? Thì khi mà sư Ayacha về thì sư mới cũng nói là cái câu mới nói lên lớn rằng là sao mà sư khổ dữ vậy? Thì một cái vị sư ở trong thiền viện chung với sư mới nói là không có nói là khổ hay không khổ, mà chỉ nói hỏi sư là tại sao sư biết là sư Ayacha đang khổ. Thì sau cái câu nói này thì sư nói chung là sau đó sư về nhà, nhưng mà sau đó nữa thì sư quyết tâm là xuất gia luôn. Có nghĩa là sư là một người có tất cả, có tiền, có địa vị và cũng là con trai duy nhất của vị đại gia ở bên Malaysia. Tuy nhiên là sư đã quyết tâm xuất gia và hiện tại là sư đang là sư trụ trì của một ngôi chùa ở tại biên giới Myanmar và Thái Lan. Thì sau khi mà con nghe cái bài pháp này thì con mới nhớ đến cái bài kinh Sa Môn Quả. Thì có một đoạn là cái quả báo hiện tại mà một cái người bình thường có thể có được khi mà xuất gia là cái gì. Thí dụ như vị sư này đi rất là giàu có thì đâu thể nào là nó chỉ là đơn giản là sẽ được trọng. Sư không phải là nô lệ và sư không phải xuất gia là để được miễn cái vụ gọi là đóng thuế hoặc là kiếm tiền để phục vụ cho nhà nước hay gì. Thì cái quả thù thắng ở đây theo như con nghĩ là nhận ra được là cái khổ của thân không phải là cái khổ của tâm. Thì đối với một vị thánh, khi mà cái quả thù thắng của vị ấy khi thực hành cái con đường là bát giới định tuệ thì là đạt được cái quả thù thắng cao nhất là chứng đắc niết bàn. Tuy nhiên đối với lại một Phật tử như con thì, và con cũng không xuất gia, thì cái việc mà thực hành giáo pháp của Đức Phật và chỉ ở gói gọn lại ở phần tứ niệm xứ thì có thể con sẽ không thấy, ai cũng sẽ trải qua cái gọi là khổ khi mà do chia ly sinh tử và bệnh. Thì từ câu chuyện đó thì mình có thể thấy được là với những cái nỗi khổ từ bệnh thì khi mà thực hành tứ niệm xứ có thể con sẽ nhận ra được là cái nỗi khổ từ cái bệnh đó nó không đơn giản chỉ là cái khổ, nó không có liên quan gì tới cái khổ từ tâm. Thì với một người Phật tử bình thường, việc thực hành giáo pháp của Đức Phật có thể đưa đến một cái quả ba, có thể đưa đến một cái kết quả là được sống trọn đời này được an lạc và yên vui. Dạ con xin hết. Sa tu sa tu lành thai. Sư xin tán thán sự chia sẻ của cô Hân về cái nhìn đúng đắn về cái sự khổ. Xin thưa, cái khổ ở đây, cái thân bệnh nó không phải là khổ, cái thân già nó không phải là khổ, sự nằm một chỗ nó không phải là khổ, nếu nó so sánh với cái tâm khổ. Cái tâm khổ nó mới gọi là khổ.
Sư nói ở đây có nghĩa là một người ấy, mà có sự bình an trong nội tâm bằng việc tu tập chỉ và quán, thì mặc dù thân vị ấy bệnh nhưng mà tâm vị ấy không bệnh. Thân vị ấy có thể khổ mà tâm vị ấy sẽ không khổ. Thì nhìn như thế mình không thể nói rằng vị ấy đang khổ, bởi vì vị ấy đang an lạc trong nội tâm. Cái khổ chỉ là cái mình vị ấy biểu hiện ra bên ngoài thôi. Và sự tu tập nội tâm mới là điều quan trọng. Và sư xin tán thán sự chia sẻ của cô Hân. Và xin mời Đại Đức xin mời Đại Đức Pháp Sang sẽ gửi quà. Sa thu sa thu sa thu. Dạ rồi, xin mời tiếp theo. Mời bà Hồng Sơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì con xin chia sẻ một bài pháp thoại ngắn được mang tên là bốn loại thức ăn. Có vẻ thì cái bài pháp này có vẻ được nhiều người nói rồi nên con xin tóm tắt ngắn gọn một xíu. Thì mọi người đã quen rồi nên con sẽ nói đề cương trước và con sẽ phân tích sau. Thì trong đạo Phật có bốn loại thức ăn mà Đức Phật liệt kê, đó chính là: thứ nhất là đoàn thực, thứ hai là xúc thực, thứ ba là tư niệm thực và thứ tư là thức thực. Thì thế nào là đoàn thực? Thì đoàn thực là các loại thức ăn mà mình ăn hàng ngày, nuôi mẹ hàng ngày, thì đấy gọi là đoàn thực. Còn thế nào là xúc thực? Xúc thực là sự chúng ta có các căn luôn luôn tiếp xúc với các trần, và cái sự tiếp xúc đấy có thể đưa chúng ta đến là sự tham ái, ví như là mắt đối với cảnh sắc chúng ta có sự ưa thích, tai đối với các âm thanh của chúng ta có sự ưa thích, và mũi mùi hương, và lưỡi thì là vị, và thân là có sự xúc chạm. Đôi khi chúng ta có cả ý, chúng ta suy nghĩ kiểu phóng dật lung tung đối với các rong ruổi, các trần cảnh, thì đó là xúc thực. Còn tiếp đến nữa là tư niệm thực. Thì mọi người ở đây có thể hiểu tư niệm là sự chú ý. Thì mỗi người ở đây chúng ta đến với cái chánh điện này là có một sự chú ý khác nhau. Thì tại sao chúng ta phải tu tập thiền định và thiền quán? Là khi chúng ta có sự chú ý vào hơi thở thì chúng ta xa lìa các ngũ dục ở bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc. Thì mỗi người đây đến đây có một chú ý khác nhau. Ví dụ như là đến đây có thể là nghe pháp, đến đây có thể là ngồi có thể là ngắm cảnh, hoặc là có thể là một chú ý nào đấy. Thì đó là một chú ý, mỗi người có sẽ có một chú ý khác nhau, không ai giống ai cả. Thì đôi khi chúng ta có cái sự ham muốn đối với cái trần cảnh thì đó là cái tâm của chúng ta nó vậy thôi. Và tiếp đến nữa là loại thức ăn thứ tư là thức thực. Thì cái đó là kết quả của cái sự chú ý của chúng ta. Giống như là Đức Phật hay mô tả là đối với ở một nơi nào đấy, ở nơi nào mà sống với cái tâm tham nhiều thì nơi đó là tâm tham, tâm sân, tâm si nhiều, thì cái nơi đấy là chuồng heo, chuồng bò. Hoặc là chúng ta sống với cái tâm sân và tâm si nhiều thì chúng ta có thể sống với cái tâm của một loài ngạ quỷ hoặc là loài Atula gì đó. Thì đối với những người ở đây, người ta có sự chú ý là đối với thiền định và thiền quán, đối với sự chú tâm, tỉnh giác, chánh niệm trên hơi thở hoặc là quán thân trên thân. Chúng ta có thể tạo được ra một cái kết quả trong cái dòng tâm của chúng ta là cái tâm thiện, và có thể dẫn chúng ta đi tái sinh vào những cái cõi vui hơn là đọa xuống bốn khổ cảnh. Thì đó là bốn loại thức ăn con xin nhắc lại, đó chính là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực.
Thì cái bài pháp thoại ngắn của con xin hết ạ. Con cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Sa tu sa tu lành thay. Sư xin tán thán sự chia sẻ của bạn Thanh về tứ thực. Phải nói là quý vị làm cho sư đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mỗi một vị lên là một bài pháp khác nhau về một vấn đề giáo lý quan trọng khác nhau. Phải nói là muôn màu muôn vẻ, phải nói là rất là tán thán. Và sư xin giải thích lại cái phần thức thực á, để cho quý vị nắm hơn về cái thức thực. Thức thực là những thứ làm đồ ăn cho việc đi tái sanh. Tức là cái gì á, cái tái sanh á, nó ăn cái gì để nó đi tái sanh thì đó chính là cái thức thực. Nó ăn cái gì? Ăn nghiệp, ăn những cái tâm thiện và bất thiện. Thì cái thiện và bất thiện là đồ ăn để nuôi dưỡng sự tái sanh, thì đó gọi là thức thực. Và sư rất là tán thán ha. Và xin mời Đại Đức Phước Minh sẽ có phần quà để sắp tấn. Sa tu sa tu lành. Dạ, con tên là Đỗ Hùng, con là sinh viên của trường Đại học Bách Khoa, Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thì nay con xin mọi người đã trước đã nói những cái bài pháp rất là quan trọng, thì hôm nay con xin chia sẻ những góc nhìn của con về một chút gì đó gọi là Phật pháp ạ. Thì hồi bữa con có đọc trong giáo lý A Tỳ Đàm thì có một câu là thật ra là cái tâm của mình nó sanh tử, sanh diệt trong mọi khoảnh khắc và tất cả danh sắc đều sanh diệt trong mọi sát na. Thì thật ra con đọc cho vui vậy thôi chứ con chưa hiểu lắm. Cho đến khi con ngồi ở đây thì con nhìn cái quả sầu riêng, nó có mùi thơm. Thì con chợt nhận ra là thật ra cái mùi thơm của quả sầu riêng nó là cái tự khí của nó. Tức là đó là cái mùi mà lúc nó chết nó đã có rồi. Thì thật ra chúng ta từ khi lớn lên thì mỗi lúc mà chúng ta trưởng thành thì cái tự khí của chúng ta là ngày một đậm hơn. Thì ngày một đậm hơn, và nếu mà chúng ta cứ mỗi lần ví dụ như con là đến giờ này thì con lúc nhỏ thì con thích chơi game nhưng mà giờ này con hết thích chơi game nữa rồi, thì thật ra là cái tự khí của con càng ngày càng đậm. Và đến một lúc nào đó thì con sẽ cũng phải chết. Và thực ra chúng ta sống để sống, tu tập để có thể chết một cách hoàn mỹ nhất. Thì con nghĩ là như vậy, bởi vì trong cái tự khí đó cũng chúng ta cũng có sinh khí. Thì cái sinh khí chính là cái nỗ lực tu tập của chúng ta để có thể sinh vào một cảnh giới tốt hơn, hoặc là không còn sinh khí nữa luôn. Bởi vì nếu chúng ta đạt tới cảnh giới Niết Bàn thì sẽ không còn sự tái sinh nữa. Bởi vì như vậy thì thật ra chúng ta luôn luôn phải nhận thức rằng là trong mỗi một khoảnh khắc mà chúng ta trải qua chính là sự già đi và sự dần dần đến cái chết. Thì chúng ta phải biết rằng là thời gian của mình không còn nhiều nữa, và chúng ta phải tinh tấn tu tập để làm sao mà cái sinh khí của mình nó có thể tái sinh về một cảnh đất lành nào đó, chứ không phải là một con dung, con dế, hoặc là chúng ta không còn tái sinh nữa. Rồi con xin hết. Sa thu lành thai. Sư xin tán thán một cái thời pháp về tử khí. Xin thưa là sư cũng có cái kinh nghiệm tương tự khi mà nấu ăn á. Quý vị biết là khi nấu ăn mà cái mùi nó thơm phức lên luôn á, là lúc đó nó khét. Đồ ăn một khi cái mùi nó thơm nhất là khi nó chuyển qua khét. Thì đó chính là cái tinh hoa, lúc đó gọi là cái tinh hoa của cái thực phẩm. Nhưng mà cái tinh hoa nó ngắn thôi, sau đó là nó chuyển qua cái khét ngay. Đời sống chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta được
cái đỉnh cao của danh vọng là khi chúng ta bắt đầu đi xuống. Khi mà chúng ta được tài sản nhất, sức khỏe nhất, đó, danh vọng nhất, rồi cái gì cũng nhất, là lúc đó chúng ta đi xuống chắc cú nhất. Tuy nhiên khi mà quý vị có sự tu tập, những con người ở đây mặc dù mỗi người đều bắt đầu là có cái tử khí rồi đó, nhưng mà sư tin là nếu như quý vị ráng duy trì tiếp tục tu tập thì chừng cả vài chục năm nữa hoặc là chừng 100 năm nữa là quý vị không có ngồi ở đây đâu, quý vị lơ lửng ở trên á. Sư mong là vài năm nữa, vài chục năm nữa thì quý vị lơ lửng ở trên thì về đây phù hộ mấy sư. Xin mời Đại Đức Chánh Định có phần quà để sách tấn. Sa tu sa tu lành thai. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con xin chào quý vị Đức Tăng, các cô tu nữ và đại chúng. Dạ thì con là tên là pháp danh con là Định Đức. Con đến từ quận 3 thì con xin lên đây con xin trình bày về một cái kinh nghiệm của con và góc nhìn của con về đạo Phật. Dạ trong quá trình trình bày thì có chỗ nào sai sót mong chư vị Đức Tăng chỉ dạy cho con. Dạ thì đó là chúng ta cần phải tự tâm, thì đó là chính mình, đó là chính
là khi chúng ta khi muốn mình giáo chúng tôi giáo khác thì có một câu nói sa thu sa thu lành thay sư xin tán thán thời chia sẻ pháp của bạn Đức và xin thưa là quả đúng như vậy đó. Thường người ta không có hiểu là đi chùa nhiều thì được lợi ích gì, người ta sợ là đi chùa là chắc mấy ông thầy chùa rù quến Phật tử hay là phải buồn chuyện gia đình, buồn chuyện đời hay là bất mãn như thế nào đó mới tới chùa. Thành ra là đôi khi Phật tử mà đặc biệt là mấy bà mấy cô mà hay đi chùa nhiều là mấy ông chồng, mấy đàn ông ở nhà là đòi quánh mấy ông sư luôn á. Bởi vì khi mà chúng ta không có chịu mở lòng ra để lắng nghe giáo pháp thì chúng ta không hiểu và không biết được là Phật pháp đem lại lợi ích cho chúng ta đến như thế nào, và chúng ta sẽ không thấy được sự an lạc ở trong Phật pháp. Và sư xin tán thán thời chia sẻ của bạn Đức và xin mời đại đức Tuệ Đăng sẽ có phần quà để sách tấn. Sa tu sa tu lành thay. Không sao, quý vị chia sẻ một vài câu pháp cú như thế là đã rất là quý rồi. Xin thưa thứ nhất là sư chỉnh tí xíu ha, nãy đọc nhầm, chắc đọc nhầm là như mái nhà khéo lợp mưa không xâm nhập vào đó. Cũng vậy tâm khéo tu tham dục không xâm nhập. Và cái tác dụng của những cái câu kệ pháp cú á, phải nói là không thể nào dùng bất kỳ tài sản trong thế gian này để so sánh được. Quý vị có biết là ở đây là có những phần quà là những quyển kinh pháp cú gọi là cầm tay, quý vị nên luôn luôn có trong người. Người ta hồi xưa người ta có bói kiều, sư đề xướng cái chuyện là bói kinh, và rất nhiều khi nó rất là linh ứng. Ví dụ như chúng ta đang gặp một rắc rối nào đó, gặp một phiền não nào đó, cần một lời khuyên
Đôi khi chúng ta cần một lời khuyên. Quý vị mở quyển kinh Pháp Cú ra, mở một trang bất kỳ, thì rất nhiều khi cái câu kinh Pháp Cú đó là lời khuyên cho quý vị, nhiều lắm. Cho nên là tác dụng của bài kệ Pháp Cú xuyên suốt trong đời sống chúng ta, nếu quý vị chịu khó áp dụng, thì đó là một vị thầy vĩ đại. Phải nói là quyển kinh Pháp Cú là một vị thầy vĩ đại. Và sư rất tán thán khi mà cô đã chia sẻ đến với hội chúng những bài kệ Pháp Cú rất quý giá. Sa thú sa thú sa. Và chương trình Phật tử thuyết trình giáo lý Phật Đà đến đây là kết thúc. Mặc dù có còn nhiều vị là rất là muốn lên để chia sẻ, và xin hẹn quý vị chương trình ở kỳ tới. Và rất nhiều phần quà đang chờ đợi quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng nguyên thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được yên vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng nguyên thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được yên vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, hay là mối duyên lành để dưng khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vi lai.